Thì mình đang chuẩn bị làm nước mắm để ăn ốc hấp nè. Coi lại video xuyên suốt thì bị hư, quay nhiều lắm mà cái camera bấm nhầm nút xóa hay gì đó mà mất hết những cái quay cận cảnh cái đồ ăn rất là đẹp, còn cái những cái đoạn này thôi cho nên xem đỡ. Mắm và đường rồi. Bây giờ tiếp tục làm những khâu khác. Xả gừng, ớt, thêm củ tỏi nữa cho nó thơm. Lá chanh, nước chanh thì nặng rồi thì mở nước mắm đường cho nó tan bớt. Lá chanh rất là thơm luôn. Để nguội bớt rồi bắt đầu trộn mấy cái gia vị này vào. Thì không có ăn ớt nhiều ha, cho nên cũng không có nhu cầu để ớt vào nhiều. Gừng nữa là xong. Gừng là chính. Món chính thôi. Ok. Chanh vào. Bây giờ mình cho từ từ vào hết luôn. Gừng băm nhuyễn lấy nước, đổ luôn nước mắm một phần rồi. Này sắc sợi. Gừng sả. Ta chanh. Tím như là một ít ớt sắc, nó hơi lỏng tí, tại mình cũng không thích ăn kẹo lắm, rất là ngon. Để chấm ốc, ốc vuông, ốc sả. Hơi nhỏ, mình rìu hết lại thôi. Thực ra nó đã tái rồi. Trong này có lá, cái lá gì ta? Quên rồi, lá dứa đó nha. Sợi lá dứa nè. Lá dứa, gừng, sả, cây đậu nhuyễn. Thơm ơi là thơm, không có con nào chết hết cho nên không có nghe mùi hôi. Cái vườn hấp chỗ này có con nào chết, ốc xào nghe mùi hôi nồng nực cái nhà. Cái này để làm cho nhà không làm ngày sau nữa. Tư, rút, may mắn. Những cái con ốc u này là cái loại trung, không có nhỏ, không có bự lắm. Tạm tạm. Vậy ăn dừa rồi bự quá ăn ngán lắm, mà nhỏ quá thì ăn chán. Mình thích cái gì dừa dừa. Cả sò, sò huyết rồi ha, sò huyết. Mình không thích loại sai bự nhất đâu. Sai nhỏ quá thì cũng khó ăn. Cái dừa dừa là được. Okay. Cái này là gọi là hàng hiếm ở bên Úc.
nha, ốc bươu nó dễ kiếm đâu. Ngày xưa ở Úc thì không có ốc Việt Nam mà ăn đâu. Ở đây thì mình ăn mấy cái loại như mussel, oyster. Ở Úc mà ta đâu có biết ăn sò hay ăn ốc này. Bây giờ người Việt mình mang qua thôi. Nhà hàng cũng phải đặt bán đồ theo cái phong trào ăn của người gốc Việt chứ. Làm gì mà có. Nhà tao ví dụ nhà tao đâu có ăn cái loại này. Thì có rau răm mình hái ngoài vườn, ớt ngoài vườn, lá chanh ngoài vườn. Trong cái này mình ốc này, ốc bươu Việt Nam à. Mình hấp hơi bị lâu, nó hơi teo. Nhưng mà ở Úc mà ăn được vậy là hiếm rồi. Mùa đông Sydney nữa. Nhưng mà buổi trưa này nó hơi có nắng chói cho mình không có ra ngoài sau quay ở trong nhà. Thì ốc bươu này mình hấp với lại gừng, sả, lá chanh, lá dứa thì mua. Rồi chén nước mắm cũng hồi sáng mình quay rất là nhiều làm cái khâu nước mắm này, nhưng mà cái điện thoại này nó bị cái gì đó mà mình lỡ mất một số cái video ngắn ngắn, là trong cái nước mắm này nó có sả, chanh, gừng các loại đó mà bị mất nhiều rồi, với lại cái quá trình hấp ốc cũng bị mất một số, bởi vì làm cái video này tức quá, lần đầu chưa có kinh nghiệm, nhiều lần rồi nhưng mà vẫn chưa có kinh nghiệm, nó lần này cũng như lần đầu, chắc phải gần năm nó mới ok. Để ăn tiếp cho các bạn xem. Rất là khó để có được cái mầm ốc bươu này. Ok. Nó cái này mình lỡ hấp hơi lâu cho nên nó bị teo thịt lại. Chứ cái con nó bị teo thịt lại tí. Không có kinh nghiệm. Đâu có kinh nghiệm ăn ốc. Đây là lần đầu tiên được ăn ốc, ốc bươu ở Úc sau rất là nhiều năm. Người ta ăn ốc người ta cũng có cái cây chuyên nghiệp nữa. Mình thì không biết. Uống cái này nó mới đúng ha. Mình là rất là không chuyên nghiệp từ cách ăn ốc, làm ốc, quay phim. Tay ngang thôi nhưng mà đang thích làm để giải trí cho vui. Rau răm này vừa hái ngoài sau vườn. Lá dứa thì mùa, xả, lá chanh thì trồng ngoài sau vườn, ớt sau vườn. Nhưng mà mình thì không có thích ăn cay nên trong nước mắm này không để nhiều ớt, để như trái nhỏ nhỏ thôi. Người ta nói ăn hộp vịt lộn vịt kèm với rau răm thì nó sẽ không có bị đau bụng. Ăn ốc không biết sao. Cái con rất là to nhưng mà mình hấp thì nó hơi quá. Còn hơi nóng. Nếu các bạn ở Việt Nam và ở miền Tây thì ăn con này, nó ok. Vì ăn những cái này rất là bình thường ha.
Nhưng mà mình ở Úc. Cái con nó bự nè. Ngay mùa đông Sydney mà ăn được cái con ốc như vậy không phải là dễ. Ốc bươu Việt Nam nữa. Nhưng cái món này nữa, người phương Tây họ không có ăn. Người Hàn hay người Nhật họ ăn nóng rất là hay ha. Đồ ăn nóng họ họ để vô miệng hay là nước súp. Họ để vô miệng húp cái rồi. Nhưng mà người Việt mình là hay thổi. Họ ăn từ từ. Xả cái chanh ớt. Gừng. Chắc không ăn được rồi. Nó còn rất là to nhưng mà mình hấp thì nó hơi quá. Thế tiếp tục ăn. Cái này mà hấp đừng có quá lâu, ốc nó vẫn còn to, nó còn ngon hơn nữa hả?
chưa có kinh nghiệm, hơi còn nóng. Rồi bây giờ mình cũng ăn hết nổi rồi, không có hoàn thành sứ mệnh như những gì sứ vật khác mà ăn mâm và ăn sạch sẽ, làm chưa có kinh nghiệm kể cả nấu nước, ăn và quay và ấp nữa, ấp lên YouTube nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cái gì hấp dẫn hơn những lần tới. Xin ủng hộ, cảm ơn. Thì đây hậu trường quay YouTube ăn không hết. Phải móc ra. Lấy ra để xào sả ớt ăn với cơm được không? Và hai the scene.